Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Dalucin được sản xuất tại Fabaco. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Dalucin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Dalucin L-Isolucin 952mg L-Lucin 1904mg L-Valin 1144mg Dạng bào chế Thuốc cốm Albumin máu là gì? Albumin máu giảm thường gặp trong các trường hợp mắc bệnh gan, sơ gan, bệnh gan do rượu. Tiểu đường, tổn thương cầu thận, suy thận, bệnh nhân bị sốc, suy dinh dưỡng, viêm, đặc biệt là sau phẫu thuật. Công dụng và chỉ định của Dalucin Thuốc này được chỉ định để cải thiện tình trạng giảm albumin máu cho bệnh nhân sơ gan mất bù có hàm lượng albumin máu thấp hơn hoặc bằng 3,5 gram trên dữ liệu, mặc dù có chế độ ăn uống đầy đủ. Cách dùng và liều dùng của Dalucin Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Liều thường dùng cho người lớn đường uống là một gói, ba lần trên ngày sau bữa ăn hoặc theo sự kê đơn của bác sĩ. Chống chỉ định của Dalucin Dị ứng với thuốc hoặc các thành phần của thuốc Bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa axit amin chuỗi nhánh bẩm sinh có thể gây ra co giật hoặc rối loạn hô hấp ở những bệnh nhân bị siro niệu. Lưu ý khi sử dụng Dalucin. Thuốc được chỉ định để sử dụng ở bệnh nhân có giảm albumin máu mặc dù lượng hấp thu từ chế độ ăn đầy đủ hoặc ở bệnh nhân có tổng lượng hấp thu calo và protein, axit amin từ chế độ ăn bị hạn chế do bệnh đái tháo đường có biến chứng hoặc bệnh não gan. Trên những bệnh nhân bị sơ gan mất bù có giảm albumin máu như được biểu thị bởi nồng độ albumin huyết thanh 3,5 gram trên dữ liệu hoặc thấp hơn và hiện có hay có tiền sử cổ chứng trên phù hoặc bệnh não gan cần hướng dẫn cho bệnh nhân về chế độ ăn trong trong trường hợp thiếu hụt trong chế độ ăn mặc dù bệnh nhân có đầy đủ khả năng thu nhận thức ăn khi không bị đái tháo đường và bệnh não gan. Nếu bệnh nhân bị thiếu hụt về lượng hấp thu từ chế độ ăn do sự phát triển của bệnh não gan, nên dùng một thuốc chứa calo và protein, axit amin. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của Dalucin Tiêu hóa Tỷ lệ 0,1% đến 5%, trướng bụng, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón, khó chịu ở bụng, đau bụng, nôn, chán ăn, ở nóng. Tỷ lệ nhỏ hơn 0,1%, hát, ở hơi, thận. Tỷ lệ 0,1% đến 5%, tăng urenito huyết, tăng creatinine huyết. Chuyển hóa tỷ lệ 0,1% đến 5%, tăng amoniac huyết. Gan Tỷ lệ 0,1% đến 5%, tăng AST, an huyết, tăng bilirubin toàn phần. Da Tỷ lệ 0,1% đến 5%, nổi ban, ngứa. Các phản ứng phụ khác Tỷ lệ 0,1% đến 5%, khó chịu, ù Tỷ lệ không rõ, đỏ, bừng mặt. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Không có báo cáo cho thấy tương tác với các thuốc khác. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Dalucin, đồng thời biết cách sử dụng Dalucin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham